Chào các bạn. Hôm nay mình có ra tiệm ve chai mua được con đèn led này. Đây là đèn led chiếu sáng ngoài trời nha các bạn. Nó bị bể cái phần phía sau nha, đứt dây luôn, đứt dây nguồn AC 220 ha các bạn. Đây là đèn loại đèn chiếu sáng, đèn led chiếu sáng ngoài trời, rất hay dùng trong các đèn đường nha các bạn, đèn công viên hoặc là nhà nào mà có sân vườn lớn á, hoặc là cái công xưởng, người ta là làm xưởng người ta hay dùng cái loại đèn này để mà chiếu sáng. Cái mức độ sáng nó giống như đèn led pha nha các bạn, giống như đèn pha ngoài trời á, rất là sáng nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành hồi sinh cái đèn này, coi cái đèn này còn sử dụng được không nha các bạn. Quan sát bên ngoài cho mình. Ở trên đây sẽ có bốn con ốc, bốn ốc là bốn ốc lục giác nha các bạn, bốn lục giác. Lật mặt phía sau lên sẽ sáu con ốc nha các bạn, sáu con ốc gắn cái nắp bên trong này. Chắc chắn là sẽ có một bộ nguồn led driver cung cấp cho con chip led này sáng nha các bạn. Sau đây mình sẽ tiến hành tháo bốn ống trên đầu ra. Các bạn dùng cho mình một cây lục giác nha các bạn. Dùng lục giác tháo bốn ống này ra nha. Chip led này á rất lớn nha các bạn. Cái công suất nó lớn hơn led thôi chip led bình thường nha, như dòng trong các đèn tip led hay đèn led bulb của mình ha. Cái mức độ mà phản xạ ánh sáng á rất là lớn nha các bạn. Nó chiếu rất mạnh. Ánh sáng được hồi tụ lại nha các bạn. Đây. Mình đã tháo ra. Đây là cái miếng lót nha các bạn. Cái miếng lót này để ép giữ cái thấu kính hội tụ, thấu kính thủy tinh đây. Đây là miếng lót để giữ cái nắp đèn luôn nha các bạn. Rồi, mình tiếp tục tháo. Cái bên trong nó có cái gì nha các bạn. À đây. Bạn thấy không? Cái lớp này là lớp bron silicon nha các bạn. Silicon đã chống ẩm chống nước nha. Ví dụ trời mưa á, mình ở ngoài trời á, trời mưa mà nó có vô á thì chắc chắn nó sẽ không được vô được cái chip led này nha các bạn. Còn đây là gì? Đây là thấu kính len nha các bạn. Giống như thấu kính nó hội tụ lại nha các bạn. Nhất là cái phần tâm điểm vùng sáng này nè các bạn. Nó chiếu rọi rất mạnh nha các bạn, rất sáng. Mình tạm gọi là ống thấu kính hội tụ nha các bạn. Hội tụ ánh sáng từ đèn led phát ra nha. Rồi. Kế tiếp là gì? À, ở đây là có một cái miếng nhôm nhiệt nha các bạn. Miếng nhôm này có chức năng như phản xạ ánh sáng nha các bạn. Đây nè, ánh sáng nó phát ra nó, thứ nhất là nó gắn trên đây nè, nó sẽ tập trung lại ánh sáng nha các bạn, tập trung ánh sáng. Cái thứ hai là khi mà nó chiếu qua cái thấu kính này nè, một phần ánh sáng sẽ bị dồn ngược lại nha các bạn, dồn ngược lại, cái phần này sẽ phản xạ lại ánh sáng nha các bạn. Lớp nhôm cái này bằng nhôm nha, rất mỏng, dùng để phản xạ ánh sáng nha. Nó giống như cái tấm phản xạ bên trong các đèn OLED ốc trần nha các bạn. Còn đây là chip led nha các bạn. Đây chính là chip led nha các bạn. Bên đây là chân âm, bên đây chân dương nha các bạn. Mình muốn lấy chip led thì mình ấy ra.
phía dưới này. Đây là để mình đánh dấu nha các bạn. Đây nè, chân âm đi, đây chân dương đi. Nó được gắn chặt ngoài mỗi hàng đó, nó còn gắn chặt bằng cái lớp dùng người ta dùng súng keo các bạn, bắn cho nó chắc, cho nó không bị lắc rung lắc đó các bạn. Tại vì người ta đặt, người ta làm cái này cho đảm bảo chắc chắn, tại vì người ta đặt trên cao các bạn, không có thể như ở dưới mình có thể mình thao lấy ra lấy vô dễ dàng. Đặt cái trên cao ngoài đường thì người ta phải cần dùng thang hoặc xe thang các bạn. Kế tiếp là cái phần chip LED này các bạn. Cái phần quan trọng nhất là phần phát sáng đây. Chip LED. Đây là một chip LED của cái đèn nha các bạn. Ở đây có bốn ốc. Và gắn lên, đây nè, cái miếng này là cái miếng gan, giống như miếng kim loại nha các bạn. Cái này chắc chắn nó là bằng gan. Nó là bằng gan chứ không phải bằng nhôm. Cái miếng này đồng thời vừa là cái đế giữ chip LED, vừa là cái miếng tản nhiệt luôn nha các bạn. Rồi chip LED nè, được bắn thẳng xuống cái miếng kim loại này để nó tản nhiệt luôn trong quá trình hoạt động á. Vừa là muốn đế giữ cho chip LED, vừa là cái nhiệm vụ tản nhiệt cho cái chip LED này luôn nha các bạn. Rồi để mình kiểm tra cái chip LED này còn tốt hay không nha các bạn. Rồi các bạn hãy xem. Đối với các loại chip LED lớn này, nhiều bạn không biết kiểm tra nha các bạn. Đối với các chiếc LED thường như chip LED nhỏ trong đèn chip LED búp á cho các bạn. Các bạn có thể dùng cái đồng hồ ha. Đồng hồ kim ở thang đo nhân 1 để cấp nguồn 3V nha các bạn cho chip LED này sáng ha. Nhưng đối với những chip LED lớn như vậy, chúng ta không thể dùng đồng hồ kim để mà xác định được, tại vì ở bên trong này sẽ tích hợp nhiều LED nha các bạn, chứ không phải là một con. Nó sẽ tích hợp nhiều loại con LED chứ không phải là một con LED như thế này. Với lại nguồn power supply, đó là nguồn cung cấp cho LED này sẽ lớn hơn nhiều so với LED kia nha các bạn. Cái LED này sáng thì người ta thường dùng do nó LED sáng đó, là cái nguồn của nó cấp cho LED đó là từ 3 đến 5V nha các bạn. Nhưng mà còn LED, con LED chip LED này nó tích hợp nhiều LED bên trong nên chắc chắn nguồn sẽ cao hơn nha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra bằng cả hai phương pháp đo nóng và đo nguội. Đây, sau đây là cái phương pháp đo nguội trước nha các bạn. Các bạn dùng cho mình cái đồng hồ số nha các bạn. Vặn switch và cái thang đo diode. Rồi. Đây nha các bạn. Rồi, các bạn đặt que đo mỗi chân hai chân cộng trừ của nguồn cấp LED cho LED, là ý là hai chân anode cathode nha các bạn. Các đo tổng trở cho mình. Còn nó lên bao nhiêu nha các bạn? Cái này á, nó lên cũng y như một diode, là một có một đầu đo thuận hoặc đo ngược, đo thuận từ anode sang cathode các bạn. Có nghĩa là tổng trở thuận từ dương đến âm của LED là sẽ là nhỏ nha các bạn. Còn các bạn đảo chiều qua đo chắc chắn là tổng trở sẽ lớn hơn nha các bạn. Lớn hơn hoặc là vô cùng ha. Đây nè. Các bạn nhìn thấy không? Đây. Quay đen mình đặt vào chân âm, quay đỏ mình đặt con dương. Rồi giá trị điện trở nó sẽ là 404 ohm nha các bạn. Là ok ha. Là LED còn sống nha các bạn. Mất xua với các bạn luôn nha. Nó giống như giá trị diode á. Mình đo được 403 ohm nha các bạn. Tiếp theo, mình sẽ để đổi que đo. Mình đổi que đỏ vào chân âm và que đen vào chân dương. Rồi, giá trị vô cùng lớn nha các bạn. Không có giá trị nha. Là chứng tỏ LED này ok nha các bạn. LED, chip LED này còn tốt nha. Đây là một phương pháp đo nguội. Tiếp theo mình sẽ dùng phương pháp đo nóng để kiểm tra nha các bạn.
kiểm tra coi led ok không. Đo nguội tốt là chắc chắn đo nóng là ok nha các bạn. Sau đây mình sẽ bộ dùng một cấp nguồn cho điện thoại. Mình sẽ cấp vào hai chân âm dương của led coi led sáng như thế nào nha các bạn. Các bạn lấy cho mình cái kẹp nguồn của điện thoại, kẹp cá sấu ha. Cấp nguồn vô đây. Không có thì các bạn có thể dùng ở nhà, không có cái bộ cấp nguồn thì các bạn có thể dùng cục sạc điện thoại trước nha các bạn. Cục sạc điện thoại, ví dụ các bạn dùng hai sạc loại sạc điện thoại cho mình. Cục sạc là loại 5V. Hai là mình dùng cục adapter 12V nha các bạn. Các bạn cắm chích vô hai chân âm dương coi nó sáng hay không nha. Ở đây mình dùng bộ nguồn để kiểm tra trước nha các bạn. Coi led như thế nào. Trước tiên mình vừa vặn chỉnh đi cái điện áp ở mức 5V nha các bạn. Mấy các bạn thấy rõ không? Đây, 5V DC nha các bạn. Mình sẽ dùng hai que. Mình kẹp vô chân âm chân dương của led nha các bạn. Đây. Thấy một led sáng nha các bạn. Các bạn thấy không ạ? Đây nè. Một chấm sáng nhỏ nha các bạn. Xóa các bạn vào miếng trở lên cho mình nha. Từ 5V nè, các bạn tăng lên. Tăng lên để xem led bao nhiêu vô thì led sáng. Đây là các bạn thấy không? Led bắt đầu sáng rồi nha các bạn. Ở trong đây nó tích, ở trong chip led này lớn này nó sẽ tích hợp nhiều chip led nhỏ nha các bạn. Khoảng 4-5 con gì đó. Mà thông thường là 4 con chip led nhỏ. Đây nè, mình tăng đến 10V nha các bạn thấy không? Led này nó sáng. Tất cả này. Cái phía mặt phía trên đó là cái giống như là cái miếng nhựa tạo màu nha các bạn. Cái màu gì á, đi qua miếng nhựa này nó sẽ phát ra màu đó nha các bạn. Đây nè, lúc mình đo 10V là led đã sáng rồi. Mình giảm xuống, nó tắt nha các bạn. Tăng lên. Tăng lên khoảng 12V, 15V thôi, 12V nha. Ok nha các bạn. Các bạn thấy không? Đây nè. Nguồn mình đã 12V nha, 12,5V. Led đã sáng rồi nha các bạn. Mình chứng tỏ là chip led này ok nha các bạn. Không vấn đề gì nha. Rồi, sau đó mình sẽ ráp lại. Mình trước tiên kiểm tra chip led coi nó hoạt động tốt hay không. Rồi sau đó mình kiểm tra đến cái bo led driver bên trong nha các bạn. Vậy là ok nha các bạn. Mình sẽ tháo phía sau ra, nắp sau phía sau ra nha các bạn. Đây là cách mình hướng dẫn các bạn. Nếu nhà bạn nào có mua mấy con chip led này á, hoặc là các bạn có mua các đèn led, loại đèn led này để về thứ nhất là chiếu sáng, hay là có thể là trang trí cho gia đình nữa các bạn, thì các bạn có thể hướng xem cái cách mình hướng dẫn để sửa chữa nha các bạn. Ở đây có 4, có 6 con ốc. Mình sẽ bật ra nha các bạn để kiểm tra coi bên trong này cái led driver nó như thế nào. Các bạn mà sửa quen tay á, sửa chip led bên kia là sửa thay chip led quen tay thì cái này sửa rất dễ nha các bạn, không khó lắm. Mình thử hồi sinh coi, tùy mua ở ve chai á, nó đứt dây tùm lum hết, mua rồi và nó bụi bặm á, mình mới vệ sinh lại nha các bạn. Đây nè, đây bỏ nhựa nha các bạn, không có gì nha. Rồi, các bạn thấy không? Bên trong rất đơn giản nha.
chỉ có mạch led driver thôi, hoàn toàn không có gì. Rồi các bạn thấy không, led driver nha các bạn. Để mình tháo cái led driver này ra kiểm tra coi, nếu bị đứt dây có thể nối câu dây lại vậy nha các bạn. Nổi đầu đâu, cái led driver này nó được gắn chặt bằng cái silicone nha các bạn, cái miếng silicone silicone giống như trong các nó dán cái phần nắp, cái phần tiếp xúc điện của đèn tiếp led nha các bạn, cái đầu đèn á. Rồi để mình lại ra nha các bạn, nó dán khá chặt, dán khá chặt nha các bạn. À, cái này cũng dễ, mình rút ra nè, mình lắc nghiêng ra được nha các bạn. Đây nè, lắc nghiêng ra là ok, không cần phải nảy luôn nha các bạn. Cái này muốn đế nhôm á, cái này là mình nhôm nha các bạn, cái đế nhôm để nó giữ cái cục led driver này ha. Đây nè, đây cục led driver nha các bạn. Ở đây nó ghi ở dưới này các bạn thấy không, không biết có thấy không, ở dưới nó ghi AC, cái nguồn auto volt đấy các bạn, từ 100 đến 240V ha. Đây nè, ở dưới nè nó sẽ ghi là 24 đến 36V DC nha các bạn, output nó ra cái dòng là khoảng 1A nha các bạn, 1A nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tháo thử cái cục led driver này ra nha các bạn. Còn nó gắn cao su đây nha các bạn, cái này nó bằng cao su nha các bạn, nó mềm rất mềm nha. Mình sẽ lấy tay mình bẻ ra nha các bạn. Có vẻ bị cháy đen hết nha các bạn. Đây nè, nó sẽ lòi ra cái mạch nha các bạn. Ở trên này là cao su, cái mục đích cao su này là cách điện hoàn toàn nha các bạn, dùng để cách điện cho cái bo mạch led driver này à. Nó cái này nó đổ cao su đúc nguyên khối luôn nha các bạn. Nè, tháo nó từng mảng luôn. Rất bỏ nha các bạn. Cái cao su này rất dễ tháo nha các bạn. Thôi, để mình tháo hết luôn nha. Còn bên trong, khám phá bên trong này có cái gì. Tìm miếng giấy lót nha. Cái này hoàn toàn là cao su nha các bạn, dùng để cách điện nha, chứ không có gì hết. Tại vì nó lót trên cái đế giữ này nè, hoàn toàn cách điện. Mạch led driver này xài điện 220. Cái dòng 69 lưu á là 300, khoảng 300 đến 310 volt DC. Để mình tháo bung ra luôn nha các bạn. Rồi đây, mình tháo đến đây thôi, không cần tháo nhiều đâu. Các bạn kiểm tra sơ bộ cho mình được rồi. Đây nè, nó lòi mặt ra nè. Rồi thấy cái con điện trở cầu chì nhưng hơi bị đứt nha.
đây là các bạn. Cái tụ lọc nguồn lớn nha các bạn. Đây là tụ lọc nguồn lớn nha. Đây là cổ điện cho cầu chì. Và là hai nguồn vô là chắc chắn nằm đây nè. Các bạn thấy rõ không? Cái hai nguồn vô á chắc chắn là AC đây nè, một cái chân AC nè. Hai là cái chân AC đây bên đây nè. Đây nè. Cái chân là AC nha các bạn, hai chân AC ha. Hai mối nối này. Rồi, các bạn nhìn kỹ cho mình nha. Đây là cái tụ AC nha các bạn. Cái dung điện dung của nó là 0,1 mi nha các bạn. Quý các bạn thấy rõ không? 0,1 microfarad nha các bạn. Nó sẽ mắc giữa hai chân AC này và điện trở cầu chì nha các bạn. Đây. Cái giá trị của nó là 0,1 mi nha các bạn. Tụ AC ha. Đây là tụ lọc nguồn. DC là 400V giống như bất kỳ cái mạch led driver bình thường nha các bạn. Nhưng mà cái điện dung của tụ nó lớn hơn ha, 33 mi. Tại vì nó xài đèn công suất lớn các bạn. Nó yêu cầu cái mức DC lọc là phải phẳng ha các bạn. Giá trị điện dung nó càng lớn thì cái tụ lọ khả năng tụ lọc tụ càng phẳng. Đây là nó bị cháy điện trở rồi bạn. Điện trở đầu vào ha, để mình kiểm tra thử. Vặn vào thang đo diode nha các bạn. Các bạn chỉnh cho mình thang đo diode ha. Các bạn đo thử coi tụ này còn sống hay chết nha. Con điện trở này nha các bạn. Tụ nó hiếm khi hư các bạn. Đây nè, hai chân của điện trở chập rồi đứt luôn nha các bạn, điện trở đứt hoàn toàn nha các bạn. Nó không lên kia, không lên số luôn các bạn. Như vậy là cái bao mạch led driver, cái trình điều khiển cho led, cấp nguồn cho power supply, cấp nguồn cho led là ok. Cái này nó bị hư hết nha bạn, bị cháy ha, bị cháy nguồn đầu vào. Cháy nguồn đầu vào có thể có hai nguyên nhân. Thứ nhất là IC dao động, nó bị sao bị chập cái IC dao động tỏa xung bên trong. Còn cái thứ hai á là nó bị bứt luôn mấy cái con IC chỉnh lưu, là diode ba bốn con diode chỉnh lưu ha. Ở đây mình kiểm tra thử coi. Thấy các bạn thấy không, chỉ nám đen hết nha các bạn. Ở đây bốn diode chỉnh lưu nha các bạn, 1 2 4 là 1 2 4 nè, bốn con diode chỉnh lưu này nó chỉ nám đen hết. Ở đây sẽ có mấy nguồn điện trở các bạn, đây nè, cả nó thấy nha các bạn. Như vậy là chắc nó cháy điện trở đầu vào là chắc chắn nó bị chập, nó bị hư cái bo led driver này nha các bạn. Cái cách sửa thì mình cũng ấy, nhưng mà mình sửa thì ok, nhưng mà cái vấn đề là mình không biết cái giá trị các bạn. Mình có một cái Wesima, thứ nhất mình có sơ đồ các bạn. Mình sẽ tìm hiểu được mấy con điện trở, nhất là điện trở mồi, điện trở phân cực con IC bên trong á. Nó có giá trị bao nhiêu thì mình thay đúng chính xác cho nó. Chứ còn cái này là mình không có Sima. Cái này nếu mà không có Sima mình sẽ có cái bo tương đương các bạn. Bo còn tốt á. Mình có thể đọc cái giá trị bên đó rồi mình đi tìm linh kiện các bạn. Còn cái này như là
hơi khó để sửa nha các bạn. Tại vì linh kiện dán á, nó có ghi chỉ số ở đây nè. Chỉ số mà ở đây là nó bị cháy đen rồi, mình không có cái chỉ số, không có cái bo tương đương. Nhưng mạch led level bình thường á, của cái đèn tip led T8 là led bulb á, là mình có thể thay cho nhau được. Xem cái chỉ số mà ta thay cho nhau lấy linh kiện sạc qua được nha các bạn. Còn cái này giờ mình không biết cái chỉ số bao nhiêu á, mà để mà sạc mà thay đồ qua ha. Cái này chắc dùng phương pháp độ nha các bạn, độ nguồn khác thôi. Có thể các bạn lấy nguồn rời á, tại vì các bạn nhìn bên đây nè, bên đây các bạn không biết thấy, nhìn thấy rõ không? Ở đây mình có nhìn thấy là cái output đó là 24 đến 36 V DC nha các bạn. Cái nguồn của nó 24 nè đến 36 V DC nha các bạn. Và dòng của nó khoảng 1A nha các bạn, xấp xỉ 1A ha, 1A nha các bạn. Cái dòng của nó 1A, còn nguồn cấp power supply của nó là 24 đến 36 V DC nha các bạn. Cái nguồn này mình dễ tìm nha các bạn. Cái nguồn này các bạn có thể độ ra nguồn hoặc là dùng cái nguồn tổ ong nha các bạn. Cái nguồn tổ ong có nguồn 24 V DC ha. Còn mình đó, mình không có thì mình có thể dùng mình test thử nha các bạn. Mình sẽ test thử bằng cái nguồn adapter. Các bạn nhìn nè, adapter 12 V nha các bạn. Chắc chắn ổn nha. Dùng nguồn này thay thế nhưng mà chỉ tạm thời vậy nha các bạn. Tại vì nó bằng cái giá trị đó sẽ bằng phân nửa so với giá trị cái mức ổn định điện áp ổn định mà nó làm việc. Tại vì cái này nó cần cái nguồn là 24 V và dòng 1A. Ở đây mình chỉ có cái dòng là 12V 0.45A. Nó bằng phân nửa hết nha các bạn. Chắc chắn là nó sẽ sáng nhưng mà sáng yếu hơn so với cái công suất định mức của nó đưa ra nha các bạn. Rồi, mình dùng một ổ cắm ha. Mình sẽ cắm nguồn vô. Cấp thử cho cái này sao bỏ nha các bạn. Cái này chắc mình phải độ, để bữa nào mình độ lại. Có thời gian rảnh á, mình sẽ sửa lại cái bộ nguồn led driver này. Nó bị cháy hết nha các bạn. Đây. Sau đây mình sẽ cắm nha các bạn. Cắm cái nguồn adapter 12V ha. Lên để kiểm tra. Rồi. Cắm nguồn lên nha các bạn. Mình lấy hai đầu ha. Lấy hai đầu âm dương. Chích vô cái có led sáng không các bạn. Có đổi đầu. Cắn không đúng phải đổi đầu à. Cái này sáng nha các bạn. Sáng mà nó sáng không đủ công suất định mức nha các bạn, sáng yếu ha. Bây giờ mình chỉ cần tìm cái nguồn mà khoảng từ 12 đến 24 V từ 24 đến 36 V DC. Và cái dòng của nó, cái dòng của nó là khoảng 1A là ok nha các bạn. Đây nè. Cái này nó sáng nhưng mà sáng chưa đủ cái công suất định mức của nó nha các bạn. Để mình tìm cách mình độ lại. Ở mình có một cái đèn led ốc trần nha các bạn. Mình có cái đèn led ốc trần. Để xem cái cục nguồn led driver này có đáp ứng nổi nha các bạn. Led ốc trần là nhỏ nha. Thì lại lớn á, lại lớn là có lại là có led driver cho led ốc trần, nó có nhiều loại. Lại lớn thì cái công suất á các bạn, công suất của đèn á. Đây nè. Công suất của đèn với điện áp á nó cao hơn. Nếu mà mình cấp nguồn mà cao hơn á thì sẽ chắn cái chip led này cho nó bị cháy nha các bạn. Tại vì điện áp cao á, điện áp cao nó dẫn đến dòng cao ha, dòng nó lớn hơn định mức của nó, nó sẽ cháy ha. Bên đây mình sẽ dùng thử một con led driver của cái đèn led nhỏ này nha. Công suất của đèn là khoảng 3W nha các bạn. 3W ha. Mình thử coi xài nó có xài có độ được không. Mình sẽ dùng một sợi dây điện nha các bạn.
một sợi dây điện bắt đầu nối nhanh ha, nối vào hai chân AC của led driver này nha. Cắm cho nó chặt nha các bạn, nó hở ra phải chừng bị giật á. Đầu này đầu nối nhanh nha. Thôi, mình sẽ thử coi. Lấy ổ cắm nguồn nha các bạn. Ồ, sáng nha các bạn. Led này sáng ha, cái đèn led này 3W nha các bạn. Công suất 3W ha. Mình đo thử cái điện áp ra trên cái led driver này là bao nhiêu nha các bạn. Mình sẽ dùng một cái dùng đồng hồ chỉnh qua 200V nha các bạn. Chỉnh 200V cho mình nha. Rồi. Các bạn bật nguồn lên. Cái chân ngoài bìa là chân chân bên ngoài là chân ấy nha các bạn. Chân bên ngoài á, các bạn đừng chọc vô trong ấy nha. Chân bên ngoài là chân âm, chân ở dưới cái lõi chính giữa là chân dương nha các bạn. Coi đo được bao nhiêu. Để cho nhanh á, các bạn dùng cái đo đầu dắt chắc được cho mình nha các bạn. Đây hai đầu đó được đầu cái ha. Các bạn dùng một cái đầu nối như này cho mình gắn vô. Sau đó các bạn bật điện nguồn lên nha. Bật công tắc lên, đo cho hai chân coi. Nó bao nhiêu vô ngõ ra nha các bạn. Đối với cục led driver này. Khoảng 18.3V nha các bạn. Mình đo được giá trị 18.3V. Vậy là nó cũng gần sắp xỉ bằng gần bằng cái điện áp định mức cho cái đèn led đó nha các bạn. Sau đây mình sẽ thử coi nó có hoạt động được không nha. Vì cái nguồn cung cấp của nó yêu cầu á là từ 24 đến 36V mà. Đây, mình sẽ dùng hai cái kẹp A6 ha. Kẹp test thử nha các bạn. Nếu mà test ok á, mình có thể độ lại mình làm cho chắc chắn mà. Làm chắc lại nha các bạn. Rồi cách điện, nhất là cách điện. Phải đảm bảo yêu cầu cách điện ha. Còn phần cách điện á. Thôi, kẹp hai đầu lại nha các bạn. Hai đầu led driver ha. Rồi, mình gắn lại nha các bạn. Mình lấy công tắc nha các bạn, cấp nguồn lại cho led driver ha. Đây nha các bạn. Rồi, mình bật nguồn lên. Bật nguồn lên nha các bạn. Và là hai cái đầu này nha các bạn. Nó sẽ cơ cấp được khoảng 18.3V nha các bạn. Rồi, các bạn chấm vô hai chân anốt cao tốt ha. Rồi, sáng nha các bạn. Sáng ok nha các bạn. Vậy là các bạn có thể dùng cái nguồn này mà độ. Nếu mà các bạn tìm không ra nguồn á, các bạn lấy cái này mà độ nha. Độ lại là ok nha các bạn. Tuy nó sáng không đạt được cái công suất định mức của nó, nhưng chắc chắn nó xài ok nha các bạn. Đây nè. Các bạn hàng, nếu mà hàng kỹ lại nha các bạn, hàng như y như người ta. Các bạn như cần tước dây cắm vô. Vậy là xong nha các bạn. Ok ha.
Mặt khác nữa các bạn, cái phần led, toàn bộ cái chip led này nó sáng rồi, mà khi còn nó còn nhờ cái tấm phản xạ như vậy nè các bạn. Các bạn gắn lại, gắn lại cái miếng sau khi ráp xong á, các bạn gắn lại cái miếng phản xạ nha, cái miếng laser phản xạ ánh sáng á. Tại vì khi á led nó sáng lên á, nó sáng lên nó sẽ phản xạ vô cái thấu kính này nè, cái miếng len này nè các bạn. Một phần nó sẽ thoát ra ngoài, bên ngoài môi trường ngoài nha, nó chiếu sáng, rồi nó phản xạ, nó phản xạ là nó dội ngược lại cái phần này nên nó rất là sáng nha các bạn. Các bạn gắn lại hình cho mình nha, gắn lại kiểm tra lại cái ron silicon rồi nó ổn hay không ha, để cho nó chống nước. Gắn lại cái đầu này rồi gắn lại cái thanh giữ nha các bạn. Đây là cái miếng sắt kim loại để giữ lại cái đèn led ha. Thôi việc còn lại chứ à, việc bắt ốc rồi nha các bạn. Bắt ốc thì các bạn vặn sơ thôi nha, vặn sơ mà dùng lục giác các bạn, siết lại. Bằng tay trước nha các bạn, bằng tay cho nó nhẹ bớt, họ nó vô khớp trước. Rồi 4 cái là xong nha các bạn. Các bạn hàng dây á các bạn. Rồi các bạn dùng lực giác các bạn xiết vô cho mình ha. Xiết 4 móc xiết chéo nha các bạn. Cái quan trọng là chip led này nó ok, nó hư các bạn ra ngoài mua cũng mua, ngoài tiệm có bán nha các bạn. Đây nè, quan nhập cái thấu kính này nè, nó sẽ một phần cái hội tụ phía giữa đó nè, nó rất sáng, phần nó phản xạ nó sáng lên, nó sẽ phản xạ cái phần bên hông thủy tinh này nè, nó chiếu lên cái phần mấy cái miếng nhôm kim loại, rồi nó dội ngược lại nữa, nó sẽ hội tụ ánh sáng rất sáng nha các bạn. Rồi đối với cái bo driver này, một là các bạn có đồ các bạn sửa được, hai là các bạn có thể độ lại nha các bạn. Dùng nguồn led driver của led ốc trần cũng được. Rồi các bạn đặt đây. Rồi cái cục này nó đã cấp cách điện sẵn rồi. Cái nên có. Còn cái cục này nó chưa cách điện nha các bạn. Nên nó phải yêu cầu là nó phải dùng cao su á các bạn. Cao su nó đổ chứ đầy trong đây nè. Để cách điện. Cái điện nguồn là điện nguồn yêu cầu cho con chip led này là 24V mà 24 đến 36V DC ha. Các bạn có thể độ chế này các bạn, dây á, dây nguồn các bạn luồn vô nha các bạn, luồn vô bên trong khe này nè, rồi chip led là hàng lại, rồi có thể bắn keo lại cho cứng nha các bạn. Rồi chúc các bạn fix thành công cái đèn led ngoài trời này, dùng để chiếu sáng cho đường, đèn đường hoặc là cho nhà xưởng. Rồi tạm biệt các bạn.